Này. Lông xù dài. Con này đẻ lứa nào chưa? Đẻ một lần rồi. À đẻ một lứa rồi à? Thế thì nó hơi thấp. Nên là hơi nhỏ. Thế là nó lại dạng cáo các bạn. Đấy, con cáo là nó nhỏ hơn con sói. Vâng. Đây là dòng vệ cáo. Đấy, cáo mặt sói. Đấy, cáo thì mặt nó cũng như thế kia. Anh quay cái mặt không em ơi? Quay mặt về đây. Đấy. Con này đốm lưỡi răng. Xem răng xem nào. Em mà há miệng ra thì mình xem răng các bác. Tương đối đầy đủ các bác nhé. Đấy, răng trắng. Răng trắng đốm lưỡi. Một em xù vện sói. Xù vện là mặt cáo. Đấy, size nó toàn khoảng từ 14 đến 16 kg. Đấy, trạng tầm 14 đến 16 kg đã đẻ một lứa rồi. Có xù trắng nhỏ này. Dòng 2 cân. 2 kg. Đấy, xù đỏ. Con này dính cái này. Con này bao tiền em? 5 triệu con này. Con này 8 triệu. À 800. Thế tưởng 8 triệu. À. Vâng, các bác có nhu cầu liên hệ mua giúp thì có thể liên hệ số điện thoại 0986298092 các bác nhé. Alo ạ. Con nào bác nhỉ? Củ á. Anh ơi con này 1 triệu anh bán không? 1 triệu bán không? À, bao nhiêu bán? 1,4 triệu. Ờ, 1,4 triệu bán hả? 1,4 triệu anh ạ. Vâng. 1,2 triệu nhá. Không bán. 1,3 triệu. Rồi, đấy nhá. Chó trắng này. Trắng tinh các bạn ạ. Trắng tinh không có một chỗ nào gọi là màu khác. Trắng tinh mũi đen. Cọc vàng đây các bạn ạ. Đấy, con em cọc vàng rơm. Con này bao tiền anh ơi? 3 triệu. Cọc đực à? À cọc đực. Ôi tài dựng càng nét. Đây, giá 1,3 triệu đuôi thỏ nhé. Con này là đuôi thỏ. Vâng, phải nói chợ hôm nay họ bán vừa chó này, vừa gà vừa chó. Bó lại cho tròn. Đây là dòng gà trắng, gà ok đây các bạn. Em này màu cờ rất đẹp. Em cọc. Cọc vàng rơm. Vàng hết nhá các bác nhá. Đấy. Giá đúng 1,2 triệu này. Giá quá rẻ luôn. Bạn này là cọc đực, giá 1,2 triệu. Răng đủ. Phản xạ rất tốt. Này khả năng là cũng biết săn siếc gì đấy. Tuyệt vời các bạn. Đấy. Tình hình nó nhiều, chú cún cũng rẻ. Đấy. Trừ những con đắt rồi, có nhiều con rẻ. Ở phía trên này thì họ cũng bắt đầu đang mang chó đi chợ. Đấy. Này ông có một con, bác này bác có một con chó cảnh nhé. Nhỏ xinh này. Con này bác bán bao nhiêu? 1,5 triệu à? Con này con cái à? Con này là chó cảnh như chứ. Mặt nhỏ lắm. Còn thằng mông cọc. Thằng mông cọc. Rồi, phía bên này thì có người gà ăn chuối. Lấy bao tiền một cân này chị? 10.000 một cân á? 20.000 em. À. Quả đẹp thế nhỉ? Đây là quả lê các bác. Đây bên này họ bán lê. Đây quả lê Bắc Hà các bác nhé. Đây.
quả lề Bắc Hà ngon lắm.